Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với xưởng sản xuất Phạm Tuyên. Bên em thì chuyên phân phối các dòng máy tráng, máy nướng, cối xay, bột phên vỉ và nhà sấy. Hôm nay thì em lại giới thiệu đến quý anh chị một cái combo gồm bộ nguấy bột và bộ bơm bột đặc nhá. Đó. Hàng thì được bên em hoàn thiện rất là tỉ mỉ, rất là chắc chắn. Toàn bộ là bằng inox 304 nên anh chị có thể yên tâm sử dụng. Motor thì là motor giảm tốc để nguấy bột nhé. Hàng này thì có thể nguấy được các loại bột đặc. Đó. Bồn này thì có thể nguấy được 2 tạ anh chị nhé. Một bồn này có thể nguấy được 2 tạ bột. Đó. Dưới này là một bộ bơm bột đặc. Bên em dùng động cơ 3 pha. Hàng thì hoàn thiện rất là tỉ mỉ, rất là chắc chắn, toàn bộ là bằng inox 304. Mọi chi tiết về mua sắm sản phẩm thì anh chị có thể liên hệ đến em qua số Zalo 0979770165 để được bên em tư vấn và hỗ trợ. Bên em thì chuyên phân phối phên vỉ và nhà sấy, anh chị có thể liên hệ với em để em hỗ trợ anh chị tốt nhất có thể nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.